Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp thịnh vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Tiên tri hé lộ thiên cơ, đúng tháng 3 âm lịch năm 2024, vận trình chuyển hướng, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Sự nghiệp thăng hoa, tiền tài tăng vọt, giàu có không ai sánh bằng. Kính thưa quý anh chị Tân Dậu thân mến, tháng 3 âm lịch, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại anh chị Tân Dậu 1981. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh chị Tân Dậu 1981 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý anh chị sẽ góp phần lớn lao, đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chất lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý anh chị Tân Dậu 1981 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như đóng góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi việc ngày một phát triển. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của anh chị. Và ngay sau đây, không để quý anh chị Tân Dậu 1981 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Công danh thuận lợi, tháng 3 âm lịch năm 2024, người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tiền bạc tăng lên vùn vụt trong tháng này. Đầu tiên là luận giải về tổng quan tử vi của quý bản mệnh Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Theo luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 cho thấy, bản mệnh Tân Dậu lúc này nên hạn chế đặt ra những mục tiêu quá cao siêu và không thực tế nhé, mà nên tập trung vào những việc đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại. Đồng thời, bản mệnh cũng nên chú ý đến sức khỏe, tinh thần và cách thức giải quyết các vấn đề cá nhân để có một tháng mới an lành và thoải mái nhất cho bản thân. Tháng 3 âm lịch năm 2024 có thương quan chiếu mệnh, đây là sao biểu thị cho sự chữa lành và hòa giải, cho nên quý bản mệnh lúc này nên dành thời gian để chăm sóc bản thân, xem xét lại những vết thương tâm lý trong quá khứ và tìm cách khắc phục chúng nhé. Bởi vì nếu để những vấn đề tâm lý kéo dài thì chúng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và sự nghiệp của bản mệnh trong công việc đó. Bản mệnh Tân Dậu lúc này đang có xu hướng muốn nói ra quan điểm của mình và kiểm soát tình hình, đây chính là thế mạnh của bản mệnh, nhưng cũng có thể trở thành thế yếu nếu bản mệnh không biết điều tiết. Nếu quý bản mệnh quá cứng nhắc và áp đặt ý kiến của mình lên người khác thì quý bản mệnh sẽ gặp phải sự phản đối và khó lòng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Một điểm nữa mà quý bản mệnh cần lưu ý là nguyệt lệnh lâm tử chiếu mệnh, mà sao này là biểu thị cho sự suy nghĩ và ý chí của bản mệnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những thông tin tiêu cực xung quanh, cho nên bản mệnh dễ bị rối loạn tinh thần và khó có được những quyết định chính xác hay sáng suốt. Vì vậy, quý bản mệnh nên cẩn trọng khi đưa ra những quyết định quan trọng nhé, đặc biệt là liên quan đến địa điểm hay môi trường xung quanh. Bản mệnh cũng nên lắng nghe những ý kiến khác biệt từ người xung quanh,
để có thể có được cái nhìn toàn diện và kế hoạch chi tiết cho những việc cần làm. Mặt khác, Tân Dậu cũng có điểm may mắn là sao Tử Vi cát tinh ghé thăm trong tháng này. Đây là sao biểu thị cho tài lộc và thành công của bản mệnh. Đây là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng trong quá khứ của quý bản mệnh. Những việc mà bản mệnh đang làm ở hiện tại có thể chưa mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai đó. Nhìn chung, theo Minh Đường Tử Vi, thì tháng 3 âm lịch năm 2024 này, tuổi Tân Dậu nên sống thực tế và chú ý đến sức khỏe, tinh thần. Bản mệnh cũng nên biết điều tiết thái độ và lắng nghe ý kiến của người khác nhé. Còn trong công việc, thì bản mệnh cũng nên tin tưởng vào bản thân và những việc mình đang làm, bởi vì chúng sẽ mang lại tài lộc và thành công cho bản mệnh trong tương lai. Và tiếp theo chương trình, thì xin mời quý anh chị Tân Dậu hãy cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện, bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy bước sang tháng mới, quý bản mệnh Tân Dậu sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Và làm cách nào để tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn? Thì xin mời quý anh chị Tân Dậu cùng lắng nghe nhé! Và dấu hiệu đầu tiên sẽ là dấu hiệu về phương diện sức khỏe của quý anh chị Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Theo luận giải mới nhất, thì tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024, quý bản mệnh Tân Dậu sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong việc quản lý sức khỏe của mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thể trạng, mà còn làm suy giảm tinh thần và năng lượng của bản mệnh. Để có thể vượt qua những thử thách này, thì Tân Dậu cần phải áp dụng những phương pháp cải thiện sức khỏe, hiệu quả và khoa học. Một trong những nguyên nhân chính ở đây là khiến cho sức khỏe của bản mệnh Tân Dậu giảm sút là do chất lượng giấc ngủ kém. Bản mệnh Tân Dậu thường xuyên bị mất ngủ, ngủ không sâu hoặc là ngủ không đúng giờ. Điều này làm cho cơ thể không được nghỉ ngơi và hồi phục đầy đủ, dẫn đến mỏi mệt, căng thẳng và giảm khả năng tập trung. Do đó, Tân Dậu cần phải chú ý đến việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt, tạo cho mình một môi trường ngủ thoải mái và yên tĩnh, tránh những yếu tố gây phiền nhiễu như ánh sáng, tiếng ồn hay thiết bị điện tử. Ngoài ra, bản mệnh Tân Dậu cũng nên có những biện pháp giúp mình thư giãn trước khi ngủ, như là đọc sách, nghe nhạc hay thiền định. Một trong những nguyên nhân gây ra sự suy yếu sức khỏe của Tân Dậu là do hệ miễn dịch kém. Bản mệnh Tân Dậu rất dễ bị nhiễm trùng hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp như cúm hay cảm lạnh hay viêm họng. Đây không những làm cho Tân Dậu cảm thấy khó chịu mà còn ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, bản mệnh Tân Dậu cần phải tăng cường hệ miễn dịch bằng cách ăn uống hợp lý, bổ sung vitamin C và các chất dinh dưỡng khác, uống nhiều nước và tránh xa những người bệnh. Ngoài ra, bản mệnh Tân Dậu cũng nên tập luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức đề kháng và duy trì sự cân bằng của cơ thể. Cuối cùng, thì có một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến sức khỏe của Tân Dậu là tâm lý. Tân Dậu thường phải đối mặt với nhiều áp lực và lo lắng trong công việc và cuộc sống. Điều này làm cho Tân Dậu trở nên căng thẳng, buồn chán và thiếu tự tin. Để giải quyết vấn đề này, thì quý bản mệnh Tân Dậu cần phải học cách xử lý căng thẳng một cách hiệu quả, tìm kiếm sự hỗ trợ và chia sẻ của gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý. Ngoài ra, Tân Dậu cũng nên có những thú vui và sở thích để giải tỏa áp lực như chơi nhạc, vẽ tranh, chụp ảnh hay đi du lịch. Nhìn chung, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Bản mệnh Tân Dậu trong tháng 3 âm lịch này cần phải chú trọng đến việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe của mình nhé. Bằng cách áp dụng những phương pháp đã nêu trên, chỉ có vậy thì Tân Dậu mới có thể đón nhận những may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này. Và dấu hiệu thứ hai sẽ là dấu hiệu về phương diện tình duyên, gia đạo của quý bản mệnh Tân Dậu trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng khá tốt đẹp cho bản mệnh Tân Dậu trong lĩnh vực tình cảm, thì bản mệnh Tân Dậu vui mừng khi nhận ra rằng bản thân đã có những bước tiến vượt bậc trong việc giao tiếp và kết nối với những người xung quanh. Tháng này không có nhiều biến động lớn mấy, nhưng Tân Dậu vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được. Tân Dậu đã chủ động và cởi mở hơn với những mối quan hệ mới. Cho dù chưa chắc chắn rằng họ có phải là người phù hợp cho Tân Dậu hay không, Tân Dậu cũng không nên lo lắng hay áp lực khi tiếp xúc với người khác nhé, mà hãy biết cách tự tin và thoải mái. Nếu Tân Dậu đã có một nửa, thì tình cảm của hai người sẽ được duy trì ở mức ổn định và ấm áp. Ngũ hành tương sinh xuất hiện hỗ trợ. Để vận trình tình cảm của bản mệnh Tân Dậu được êm ấm hơn so với trước, hai người tìm được tiếng nói chung, thậm chí còn lập ra những kế hoạch lớn lao để cùng chung sức thực hiện. Tân Dậu cảm thấy hạnh phúc khi có một người đồng hành và chia sẻ với Tân Dậu. Trong cuộc sống, một nửa của Tân Dậu còn là chỗ dựa tinh thần cho Tân Dậu trong khoảng thời gian mà Tân Dậu xáo trộn về mặt cảm xúc. Tân Dậu có thể gặp phải những khó khăn hoặc
hoặc thử thách trong công việc hoặc gia đình khiến cho Tân Dậu cảm thấy mệt mỏi và buồn bã. Nhưng đừng lo, bởi Tân Dậu luôn có một người bên cạnh để an ủi và động viên Tân Dậu. Chính điều này giúp Tân Dậu cảm nhận được sự may mắn mà Tân Dậu đang có ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, bản mệnh Tân Dậu nên đặt nhu cầu cá nhân lên cao nhất trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này. Cho dù Tân Dậu còn có nhiều mối ưu tư khác, tận hưởng những phút giây thư thả và đừng bận tâm quá nhiều về những điều xung quanh nhé. Vì Tân Dậu sẽ ổn thôi, Minh Đường Tử Vi chúc quý anh chị Tân Dậu có một tháng 3 âm lịch năm 2024 vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu. Bước sang tháng 3 âm lịch thì tình hình công việc, sự nghiệp của quý anh chị Tân Dậu sẽ có chuyển biến như thế nào? Thì xin mời quý anh chị cùng tiếp tục lắng nghe dấu hiệu thứ 3 là về phương diện công danh, sự nghiệp. Luận giải tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 thấy rằng nhị hợp nhập cung chính đông, điều này cảnh báo những xui xẻo có thể tìm đến với bản mệnh Tân Dậu. Cho nên quý bản mệnh cần hết sức cẩn trọng trong cách hành xử nhé và nói năng cẩn thận kẻo dễ vướng vào những rắc rối không đáng có. Trong tháng 3 âm lịch này, bản mệnh Tân Dậu gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp và làm việc. Tân Dậu có thể bị hiểu nhầm, bị chỉ trích hoặc là bị mất lòng tin ở người khác. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và hiệu quả công việc của Tân Dậu. Vậy làm sao để bản mệnh Tân Dậu vượt qua những thử thách này? Nếu Tân Dậu là cấp trên, thì Tân Dậu cần chú ý đến cách giao việc cho nhân viên. Tân Dậu nên nói ngắn gọn và rõ ràng và dễ hiểu. Tân Dậu nên tránh sử dụng những từ ngữ khó hiểu, mơ hồ hoặc mang tính chất cá nhân. Tân Dậu cũng nên yêu cầu nhân viên nhắc lại nhiệm vụ của mình để đảm bảo rằng họ đã hiểu đúng ý của Tân Dậu. Việc này giúp tránh những hiểu nhầm giữa ý sếp và nhân viên, đang giảm thiểu những sai sót và xung đột trong công việc. Nếu Tân Dậu là nhân viên, thì Tân Dậu là người có năng lực và được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiều việc quan trọng. Tuy nhiên, do tinh thần không tố, tê cho nên Tân Dậu có thể không đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên. Nếu Tân Dậu cảm thấy quá tải trong công việc, thì Tân Dậu nên dũng cảm chia sẻ với cấp trên về tình hình của mình nhé. Lúc này Tân Dậu sinh năm 1981 nên đề xuất những giải pháp để sắp xếp khối lượng công việc một cách hợp lý hơn, ví dụ như phân công lại cho người khác, gia hạn thời gian, hoặc là yêu cầu hỗ trợ từ cấp trên. Điều này giúp Tân Dậu giảm bớt áp lực và tăng cường hiệu suất làm việc. Lúc này, bản mệnh Tân Dậu không nên vội vàng hay hấp tấp trong công việc. Tân Dậu cũng nên bước chậm rãi và tỉ mỉ trong từng chi tiết, chứ Tân Dậu không nên để những người xung quanh gây ảnh hưởng tiêu cực cho Tân Dậu. Tân Dậu nên chủ động làm những gì Tân Dậu thấy cần thiết và phù hợp với hoàn cảnh của mình. Bản mệnh Tân Dậu có thể gặp nhiều khó khăn trong tháng 3 âm lịch này trong công việc. Nhưng nếu Tân Dậu biết cách ứng phó và điều chỉnh tâm lý, thì Tân Dậu sẽ vượt qua những thử thách này. Chúc Tân Dậu có một tháng mới an lành và thành công trong công việc. Và dấu hiệu thứ tư và cũng là dấu hiệu cuối cùng sẽ là dấu hiệu về tài lộc của quý bản mệnh Tân Dậu trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng đầy may mắn và niềm vui cho bản mệnh Tân Dậu về tài lộc. Tân Dậu sẽ có cơ hội tận hưởng thành quả của những nỗ lực và cố gắng trong những tháng qua. Vận trình tài lộc của Tân Dậu không ngừng thăng tiến. Điều này sẽ mang lại cho Tân Dậu sự an toàn và thoải mái về mặt kinh tế. Tân Dậu cũng sẽ có được sự tin tưởng và hứng khởi trong công việc và cuộc sống. Cát tinh xuất hiện, đây là sao chiếu mệnh rất thuận lợi cho tuổi Tân Dậu. Trong thời gian này, Tân Dậu sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Cho dù là công việc chính hay phụ, Tân Dậu có khả năng quản lý tài chính hiệu quả, biết chi tiêu hợp lý và tiết kiệm cho những mục tiêu mới. Tân Dậu không quá tham lam hay háo sắc, quý bản mệnh biết cân bằng giữa việc làm giàu và chăm sóc bản thân. Một điểm sáng nữa trong tháng này của bản mệnh Tân Dậu là sự giúp đỡ và ủng hộ từ những người thân và bạn bè. Nếu Tân Dậu có dự định mua nhà, mua đất hay đầu tư vào bất động sản, thì Tân Dậu sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính từ người thân. Đây là một điều rất may mắn và quý báu. Tân Dậu lúc này nên biết ơn và trân trọng những người đã giúp Tân Dậu. Ngoài ra, những ai đang khởi nghiệp hay làm ăn tự do cũng sẽ có được sự giúp đỡ từ những người có tầm nhìn và định hướng tương đồng. Tân Dậu sẽ có được những người bạn đồng hành, đối tác hay nhà đầu tư tin tưởng và hợp tác với Tân Dậu. Điều này sẽ giúp Tân Dậu vượt qua những khó khăn và thách thức trong kinh doanh, đồng thời mở rộng mối quan hệ và thị trường. Quý anh chị đang theo dõi video Công danh thuận lợi tháng 3 âm lịch năm 2024, người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tiền bạc tăng lên vùn vụt trong tháng này. Thưa quý anh chị Tân Dậu sinh năm 1981, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt
mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Tân Dậu sinh năm 1981. Xin mời Tân Dậu sinh năm 1981 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 theo tháng sinh để biết được chúng ta xin tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bản mệnh là người xin vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, là tiết lập xuân, vạn vật tươi sinh, đất trời tươi mới. Cũng nhờ thế mà tuổi Tân Dậu sinh tháng này tinh thần sảng khoái, biết tiến, biết lùi, lại ưa tự do. Tuổi thọ khá cao, xin vào thời điểm này trong năm, chuyện cơm ăn áo mặc không cần phải lo lắng. Sức khỏe tốt, đa phần là người có tuổi thọ cao, họ không được hưởng tài sản tổ tông để lại. Ra ngoài cũng không gặp được quý nhân, sự nghiệp cả đời chỉ là dùng chính năng lực của bản thân để chấn chỉnh tinh thần tự lực cánh sinh mà giải quyết hết mọi việc, tiền vận có phần vất vả. Nhưng hậu vận của người này hứa hẹn tương lai tốt đẹp, họ sống hòa thuận, hạnh phúc, cùng cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, mọi người yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, là lúc vạn vật tốt tươi, tuổi Tân Dậu sinh vào tháng này tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ giành được nhiều thành công, là người nhân nghĩa thông minh, đỉnh ngộ. Xem vận mệnh của người này ta thấy rằng, quý mệnh chủ là người có lòng tự trọng cao, có trí tuệ hơn người, học rộng biết nhiều, họ rất ham học, chỉ là người tài. Nhưng không gặp thời, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, cha mẹ cũng không giúp đỡ được nhiều, họ khó giành được địa vị cao trong xã hội, học giỏi, nhưng điểm lỗi học tài thi phận. Chỉ tới khi về già mới dùng được kiến thức của mình, họ khá cô độc, tự xưng thanh cao, không thích ở cùng người tầm thường. Tuy nhiên, họ đi theo con đường kinh doanh sẽ có lợi hơn là đường công danh. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, tuổi Tân Dậu sinh tháng này thông minh vốn sẵn ý trời, linh hoạt và giỏi giang, tùy cơ ứng biến, trời ban phúc lộc. Cả đời vinh hoa, tuổi Tân Dậu sinh tháng 3 âm lịch giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể đạt được địa vị cao trong xã hội, họ gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, lại có thực tài nên dễ thăng tiến trên quan lộ, họ được lục thân nâng đỡ, lại có bạn bè luôn ở bên, sự nghiệp cực kỳ thuận lợi, tài lộc dồi dào, vinh danh thiên cổ. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm là tiết lập hạ, xem tử vi chọn đời, tuổi Tân Dậu sinh vào tháng này trong năm thì có ý chí hơn người, có tài văn chương nghệ thuật, tính tình đa sầu, đa cảm, khá cao ngạo. Cuộc đời gặp nhiều trắc trở, người này khó có thể làm nên đại nghiệp, mặc dù có khả năng tổ chức tốt và có nhiều tham vọng. Có thể do tính cách cứng nhắc, tự kiêu, không xem ai ra gì, nên họ khó giành được cảm tình của mọi người, tổ nghiệp tuy có nhưng không quá lớn. Sự nghiệp đều do mình tự tay gây dựng, tài hoa hơn người, nên quý mệnh chủ có đủ năng lực để làm việc đó. Tài lộc kém sắc, người này lại ưa mạo hiểm, nên hậu vận hung cát khó lường. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang trùng, tuổi Tân Dậu sinh tháng này sự nghiệp dễ thành, vinh hoa phú quý, tuy cũng có lúc thất bại, có khả năng hậu vận gặp khó khăn. Nhưng cơ bản công danh của người này không tồi, tài năng được trọng dụng, vận trình của họ thăng trầm bất định, khi xa cơ lỡ vận, có thể vì thế mà gặp chuyện quan tụng, được lục thân giúp đỡ, có gia đình hỗ trợ, tiền vận sự nghiệp thành công, nhưng không lâu sau đó dễ bị thất bại, may nửa đời sau có bạn bè, quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định. Song không có phát triển gì quá lớn, cuộc sống sung túc, đủ đầy, tuy nhiên, vận trình không được tốt lắm. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu tử, tiết trời nắng nóng, tuổi Tân Dậu sinh tháng này vì thế cuộc đời bôn ba, vất vả, khó có được ngày an hưởng vinh hoa phú quý. Tuổi Tân Dậu sinh tháng 6 âm lịch khó tìm được sự trợ giúp từ gia đình, ra ngoài xã hội cũng không được bạn bè hay quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp khó khăn trăm bề, gian nan đủ điều. Mới có thể phát triển ổn định, cuộc đời họ gặp phải nhiều biến cố, điều này khiến họ giành được khả năng thích nghi tốt, tự vượt lên hoàn cảnh, có nghị lực phi thường, làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, trời khô hanh, song cuộc đời của tuổi Tân Dậu sinh tháng này lại vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, hạnh phúc, an nhàn suốt cả cuộc đời, tổ nghiệp phúc dày, cha mẹ, anh em giúp sức, vợ chồng hòa thuận. Giúp cho tuổi Tân Dậu thoải mái theo đuổi ước mơ của mình, người này không cần phải lao động quá mức vất vả mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy. Không phải lo lắng chuyện gì, tuổi Tân Dậu sinh tháng 7 âm lịch có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ giúp, người thân trợ lực, việc gì cũng trôi chảy, thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 8 âm lịch.
Tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ, tuổi Tân Dậu sinh tháng này là người thông minh, lanh lợi, sống có lý tưởng, có ý chí, cuộc đời sau này vinh hoa phú quý, được nhiều người ngưỡng vọng. Tháng 8 âm lịch mang tới cho tuổi Tân Dậu nhiều tin vui, khi mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính, quyền lực, địa vị, đều có được nhiều người ngưỡng vọng, tuy tổ nghiệp ít ỏi, không được hưởng di sản hay được người thân giúp đỡ, người này dựa vào chính sức mình mà làm nên, là người chăm chỉ, cần cù học hỏi, từ nhỏ đã có chí lớn, ham học, con người lại không ngại khó, ngại khổ, trên con đường sự nghiệp có quý nhân nâng bước, gặp dữ cũng hóa lành, sự nghiệp hanh thông, nhanh chóng phát triển, nhất là theo con đường làm ăn kinh doanh thì càng thuận lợi. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch tức là tiết Bạch Lộ, cuộc sống sung túc, tự do, thoải mái, không chịu bó buộc, tài vận hanh thông, tình duyên vượng sắc, người này tuy không được nhiều gia sản cha ông để lại, nhưng ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, nên cả đời không gặp phải sóng gió gì lớn, có thể phiêu diêu tự tại. Sinh vào tháng 9 âm lịch, tuổi Tân Dậu tính tình cương nghị, cứng rắn, có phần nóng nảy, thích lấy mình làm trung tâm, nên khá độc đoán, có thể cũng chính vì thế mà đường tài lộc cực kỳ lý tưởng, không bị khó khăn nào cản trở. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết Lập Đông, tuổi này có thể bình thản sống hết đời, không cần lý tưởng, cũng chẳng cần ý chí phấn đấu gì nhiều, họ không thích chuyện học hành. Mọi chuyện trên đời mặc kệ bèo dạt mây trôi, trời cho sao thì biết vậy, sự nghiệp chẳng được anh em giúp sức, phải chờ đến tuổi trung niên mới được an nhàn. Sống cuộc sống mình muốn, họ không có sự nghiệp lớn lao, cũng không có tiền bạc dồi dào, chỉ cần đủ cơm ăn, áo mặc là tốt, sức khỏe không có vấn đề, ít bị đau bệnh. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm là tiết Đại Tuyết, người này có tài, có sức, thông minh, nhanh nhẹn, có chí hướng phấn đấu, song hiểm nổi tổ nghiệp phúc mỏng, lục thân không nơi cậy nhờ, sự nghiệp cũng vắng bóng quý nhân, chỉ dựa vào chính sức mình để lập nghiệp nên có lúc cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, muốn buông xuôi, sẽ gặp tranh chấp về tài sản hay gặp chuyện xấu, dẫn tới phá tài, sự nghiệp nhiều trở ngại, dễ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vận mệnh tuổi Tân Dậu sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết Tiểu Hàn, tuổi Tân Dậu sinh vào tháng này, cả đời vất vả bôn ba, vì mưu cầu danh lợi, tuy rằng cuối cùng cũng được thỏa nguyện, sống giàu sang, sung túc, song chưa chắc đã được hưởng thụ những gì xứng đáng thuộc về mình. Người này cơ trí thông minh, tài hoa hơn người, nhưng không dựa được vào gia đình, anh em cũng khó khăn, mọi chuyện phải dựa vào chính mình, nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại, tính tình thẳng thắn, cương trực, có tinh thần nghĩa hiệp nên được nhiều người quý mến, trung niên đến vẫn có khả năng gặp tai họa, tuổi già phúc lộc đủ đầy. Kính thưa quý anh chị, không chỉ là tôn giáo với những giáo lý, giáo luật chặt chẽ, đạo Phật có nhiều triết lý sống đơn giản mà sâu sắc, giúp con người tiếp cận gần hơn tới hạnh phúc và vui vẻ, cùng nghe lời Phật dạy về cuộc sống, đừng bao giờ coi thường người khác, hiểu được tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Có câu nói vô cùng nổi tiếng của triết học mà hầu như ai cũng biết, anh không phải là cá, sao biết niềm vui của cá? Câu nói nhắc nhở về sự khác biệt giữa những người khác nhau, không ai giống ai cả, lời Phật dạy về cuộc sống tương tự như vậy, nhưng mà dễ hiểu hơn nhiều, đừng coi thường ai cả. 1. Là coi thường người khác là phạm ác nghiệp. Theo Phật giáo, con người sống trên đời tránh nhất là tham, sân, si, vì ba điều này gây ác nghiệp, đưa đường chỉ lối sai trái, khiến cuộc sống bế tắc, đảo lộn. Vì sao coi thường người khác là phạm ác nghiệp? Vì coi thường một ai đó là bạn đang tham, sân, si. Coi thường có thể xuất phát từ sự khinh khi, coi mình cao hơn người khác, hoặc ghen tị với thành quả mà người khác đạt được nên cố tỏ ra bất cần. Dù trường hợp nào thì cũng là phạm phải tham, vì tham cầu danh để thỏa mãn hư vinh, hoặc tham thứ không thuộc về mình nên nảy sinh tham vọng được như họ, hoặc tham vọng dẫm đạp lên họ. Lòng tham này nó có thể dẫn tới tội ác, làm ác để chiếm đoạt cái họ đang có thành của mình, hoặc làm ác để chứng minh mình hơn họ, mình là người ở vị thế cao hơn, tốt hơn, mình có quyền chà đạp, nhạo báng họ, sống thuận theo tự nhiên thì mới mong có cuộc đời viên mãn, sống tham lam không thể thoát khỏi quả báo, coi thường người nào đó là sân, sân là cơn nóng giận, thù hận, không hài lòng. Bạn có biết rằng, khi coi thường ai đó trong lòng chúng ta đã nảy sinh ác nghiệp sân, có ý nghĩ thù địch với đối phương vì cảm thấy họ kém cỏi, không đạt tiêu chuẩn mà bạn đặt ra, coi thường người khác là si, mê muội, nông cạn, thiếu hiểu biết, bản thân làm được điều gì đó, đạt được thành tựu gì đó không có nghĩa là người khác cũng phải làm được. Ngược lại, không phải điều mình không làm được thì người khác cũng không có khả năng đó. Lời Phật dạy về cuộc sống nhấn mạnh tới bản ngã của mỗi con người, bất cứ ai cũng là một cá thể hoàn chỉnh với những năng lực, cảm xúc, quan điểm khác biệt. Người có thế mạnh ở mặt này, người có thế mạnh ở mặt khác,
Trên đời không có người hoàn hảo, cũng không có ai là vô dụng cả. Đánh giá thấp về người khác chính là biểu hiện của sự ngu muội, không nhìn thấy toàn diện vấn đề, có cái nhìn phiến diện theo năng lực của bản thân. Vì vậy mà kích động, dễ sai lầm, dễ cho mình đứng trên, tới khi đối diện với cuộc sống phong phú mới ngỡ ngàng, thất bại và hối hận. 2. Là tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Phật giáo luôn hướng con người tới cuộc sống an nhiên, tự tại, vô thường, bình tâm. Vì sao? Vì như vậy có thể loại bỏ tham, sân, si và hạnh phúc. Để có được điều ấy, trước tiên phải tôn trọng người khác, tôn trọng chính mình. Người đánh giá thấp người khác thực chất là người không biết tôn trọng chính mình. Luôn so sánh bản thân với người xung quanh mà không biết rằng giá trị của mỗi người đều xứng đáng được tôn vinh. Mình yêu quý bản thân bao nhiêu thì người khác cũng yêu quý họ như vậy. Hơn nữa, mỗi chúng ta là một cá tính riêng. Sao phải trở thành thước đo so bì hơn kém với người khác? Hơn thì sao? Không hơn thì sao? Giá trị đích thực của cuộc sống đâu nằm ở thứ bậc. Chỉ cần ta an yên, mọi chuyện đều tốt đẹp. Chỉ cần ta sống tốt, đâu có gì đáng kể nữa. Khi ta tôn trọng chính mình thì cũng sẽ biết tôn trọng người khác, biết nhìn nhận điểm tốt, điểm mới từ những người xung quanh, từ đó cổ vũ, khích lệ họ và học tập họ để hoàn thiện chính mình. Mình tôn trọng mọi người sẽ tôn trọng mình, tạo nên vòng tròn quan hệ dựa trên tinh thần tích cực, hòa đồng và nhân ái, mở rộng tâm hồn thì ắt hạnh phúc sẽ ghé thăm. Hãy nhớ lời Phật dạy về cuộc sống, luôn để con mắt nằm ngang, nhìn thẳng một cách trong sáng, chính trực, cuộc đời tất bằng phẳng. Người mà mắt nhìn lúc nào cũng từ trên dọi xuống, sẽ không thể thấy quan cảnh tươi đẹp xung quanh, càng không thể thấy trước chướng ngại trên đường mà tránh, đó không phải là tự mình tạo nghiệp cho mình hay sao? Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung Công danh thuận lợi, tháng 3 âm lịch năm 2024, người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tiền bạc tăng lên vùn vụt, khó khăn tài chính không còn là vấn đề trong tháng này, từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt. Đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý anh chị Tân Dậu sinh năm 1981 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý anh chị Tân Dậu sinh năm 1981 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.